Hello, chào tất cả anh em nhá, chào những người em thiện lành nhá. Chào mừng em đã quay trở lại với cái buổi săn hú cùng mình nha anh em. Thì mình là LD đây anh em ơi. Hôm nay thì sẽ đi chiến cái con game gọi là con game slot đá banh nha anh em nhá. Đấy, thì em nào thấy clip của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Đấy, hôm nay vốn bỏ ra là 14 triệu anh em nhé. Thì trước khi chơi tôi sẽ làm một tay lật bài lấy hên đã anh em ơi. Đấy. Đấy, ok. Chiến luôn nha anh em. Thì sẽ để mức cược đầu tiên sẽ là 5 lốp nha anh em nhé. Nếu mà ăn thì mình sẽ lên cược, còn nếu mà lỏ thì thôi. Đấy, cụ đi chân lạnh toát anh em ơi. Ok này. Thì nói chung slot đá banh này nếu mà anh em chơi á thì thật sự con này nó sẽ dành cho những người anh em vốn to nhá. Chứ còn vốn bé thì vào chơi cảm giác như nó nổ, nó không ra tiền được anh em ạ. Nếu mà vốn bé thì anh em nên chơi đoạt bảo và chơi thủy hử. Con này thật sự là nó sẽ dành cho anh em có những cái số vốn tầm trung và vốn tầm to. Đấy. Xem nào, nổ được không ta? Nếu mà nổ ngon tôi sẽ không tiếc và sẽ lên 1 triệu một tay luôn anh em nhé. Nhưng mà thấy cái tình hình là nó đang tạm không ổn anh em, nên là mình sẽ giữ ở cái mức 500k này mình quay trước anh em. Ôi. Rồi xong luôn. Sút ben luôn anh em. 1 phút 30 giây sút ben luôn. Thôi từ từ làm điếu thuốc đã anh em ơi. Làm điếu thuốc đã rồi tao sút ben anh em. Quả này mà ra được quả 5 quả sút ben thành công thì ối rồi ôi luôn anh em ạ. 120 này. Góc trái này, góc trái dưới nào. 2 quả. Nhân hơi bé anh em nhá. Nó nhân to nó ở khung trên đúng không ạ? Trái dưới phát nữa nào. À con này nó auto rồi anh em ạ. Nó auto được có 2 đến 3 trái thôi anh em. Rồi tiếp tục anh em nhá. Đấy, lên lại 13M này. Thì anh em nào muốn trải nghiệm cái con game slot đá banh Kwin này thì mình có để link tải game kèm theo link nhận code 20k anh em nhá, ở dưới phần mô tả. Thì hiện tại sắp tới là hình như 1-2 hôm tới là bên Kwin này có cái khuyến mại nạp rồi đấy anh em. Đấy, ra một số chương trình khuyến mại khá là ngon đấy. Đấy, em nào mà chưa tải game hoặc là chưa trải nghiệm thì về vào tham khảo anh em nhé. Mấy hôm vừa rồi thì nó có cái sự kiện chiên khách hàng đấy, nhưng mà chắc hình như hôm nay đến hôm nay là hết rồi thì phải. Ngày 13 đó, hình như còn đến ngày 14 tháng 6 là hết. Đấy là cái sự kiện chiên khách hàng này, em chỉ cần đăng nhập là em sẽ nhận được quà nhé, không cần nạp luôn. Còn nếu mà tải game thì em sẽ nhận được chắc chắn là sẽ là code 20k, và khi anh em liên kết tài khoản ngân hàng số điện thoại sẽ nhận thêm cho mình 6k8 nữa. Đấy, vị trí công sẽ có tầm 30k để trải nghiệm con game này nhá. Xem nào, nổ đi nào. Cho được quả ben thì quả ben sút được có 2 củ mấy anh em ạ. Hơi khoai, hơi ít. Lỗ mất 3 triệu rồi. Tiếp tục đi. Kiếm quả đặc biệt nữa nào. Được này, quả này được 1M1 này. 1 củ 1 này. Tiếp. Kiếm lấy một pha đặc biệt, phát là ngon anh em ạ. Con này nếu mà quay vốn to thì nó sẽ, mình cảm giác như tiền nó sẽ ra rất là nhanh. Đấy, ví dụ quay 500 lời được tầm khoảng hơn 1 triệu là thấy tiền nó ra. Còn ví dụ như anh em mà vốn bé vào quay ví dụ 5.000 nó nổ được 10.000 thì thật sự em là tiền nó không ra đấy anh em ạ. Tiếp tục nào. Cầu cho chúng con ngày nào cũng có. Cầu cho nhà cái này nào cũng lỏ. Lên lại 13M này. 1-2 tay nữa thì chắc là tôi sẽ lên cược anh em nhé. Lên cược để xem nó có nổ được thì chốt lời luôn. Vào bánh nhanh thắng nhanh thôi anh em. Cầm vốn to và quay hũ thì không thể giống như anh em vốn bé ngồi nhây giống như cô đoạt bảo được. Đấy, vốn mà cứ cầm chục triệu vào mà anh em chỉ quay 500 hay 1 triệu á, thì ăn được 1-2 tay to là ta phải én luôn anh em. Cái gì thì cái, kể cả đánh tài xỉu sóc đĩa là quay hũ, vốn to thì bao giờ nó cũng tâm lý. Và phải đánh theo cái kiểu đánh nhanh thắng nhanh thôi anh em. Không thể ngồi mà cấu rỉa được đâu. Ngon này, 2 quả đặc biệt rồi nhá. Đang định lên cược mà nó nổ cho 2 pha đặc biệt như thế này rồi sợ lên phát là nó hẹo anh em ạ. Đấy, nếu mà lên là không may sợ nó hẹo lắm, tại vì nó mới vừa nổ xong anh em. Quay một vài tay nữa đi. Anh em nào đi qua đi lại thì nhớ để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha anh em nhé. Đấy, hiện tại thì có 3 kênh hiện tại là mình đang lên clip và livestream. Kênh LD Big Boss này, kênh LD Gaming và kênh LD Gaming. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì ghé qua đăng ký kênh ủng hộ anh em nhé. Đăng ký kênh ủng hộ để khi nào mình livestream làm Evan á, Evan phát lục Momo trực tiếp thì anh em còn biết cửa mà vào mà nhận anh em nhé. Đấy, rất đơn giản thôi. Em vào đăng ký kênh nhấn chuông thông báo là lúc nào tôi có lên clip hoặc livestream là nó sẽ thông báo anh em à. Đấy, biết ngay mà lên cược một phát là hẹo luôn à. Cho ăn lại một pha nào. Lên cửa phát thấy mặt nhau ngay mấy ông ạ. Khét giữa ta. Lên một phát là thấy mặt nhau ngay kìa. Không nổ nữa luôn. Tay này, ba củ này. Tiếp đi. Kiếm cái thằng nào nó đi ra giữa. Đây rồi. Đây rồi 10 củ ông ơi. Anh em ơi, 10 củ anh em nhé. 10.600.000. Lời luôn, ba củ luôn. Tiếp tục thôi. Kiếm thêm một cái thằng nào nó chạy ra giữa màn hình, nó sút đến bục một phát nữa là chốt lời luôn anh em ạ. Chốt lời được ngay luôn. Garlic Bell này. Neymar nữa không? Ăn được thằng ông trọng tài nữa này, ngon nha. Ngon ngon. Ui, thiếu một cái football ở giữa không là đặc biệt. Tiếp một pha nữa rồi. Cần lắm một thằng nào đấy chạy ra giữa màn hình, sút bể màn hình đi xem nào. Lại xuống rồi. Đấy rồi, sút đen. Đấy rồi anh em ơi. Đừng có nói là tạch nha. Đừng có nói là tạch nha. Tạch hộ tôi cái. Bàn chân vàng trong làng gọi là đá banh nào. Sút đâu cũng được. Tuy là sút vào trái tim em thì xịt, mà sút banh thì lại đúng là nghề của anh. 270. Làm tiếp phát nữa góc đấy luôn. Đúng rồi. 3 phát nha anh em. 3 phát nha anh em. Lại phải làm thiếu thốt anh em ơi. Làm thiếu thốt đã 3 trái rồi. 2 trái nữa thôi. Biết đâu hôm nay tôi là người được chọn anh em. Biết đâu hôm nay mình là người được chọn. Góc trên đây. Góc trên phải đi. 4 trái. Đồ 4 trái anh em ơi. 4 trái rồi anh em ơi. 4 trái rồi anh em ơi. Góc trên phải này. Đéo được. Méo được các ông ạ. Méo được các ông ơi. Đồ 4 trái rồi. 4 trái rồi anh em ạ. Tiếc nhỉ. Thôi chắc là 1-2 tay nữa té thôi anh em. Nó đã cho ăn đến như thế này thì chắc là không lên được nữa đâu. Là 1-2 tay nữa thôi anh em nhá. Chốt lời luôn đi. Tay nữa này. Thôi té đi anh em ơi. Giả lại cho nó 2 củ. Thôi chắc là tôi xin kết thúc clip tại đây thôi anh em nhá. Đấy, vào là cũng lời được lên cho là 28 triệu 29 triệu rồi. Chúc em sức khỏe và may mắn anh em nhé. Anh em nào thấy clip hay thì đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha anh em. Link tải game thì mình có để ở dưới phần mô tả anh em nhé. Hẹn gặp anh em ở những clip lần sau nha. Bye bye.